trợ đợt 3 dự kiến gồm thành viên hộ nghèo, cận nghèo, người thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị mất việc làm, không có thu nhập trong thời gian giãn cách xã hội đang có mặt tại xã, phường, thị trấn, bao gồm cả trường hợp đang cách ly tập trung, điều trị bệnh, người phụ thuộc của người lao động nói trên gồm cha, mẹ, vợ, chồng, con cái ở nhà nội trợ hoặc không có khả năng làm việc sống phụ thuộc trong cùng một hộ, đang có mặt tại phường, xã, thị trấn tại thời điểm khảo sát lập danh sách bao gồm cả các trường hợp đang cách ly tập trung hoặc điều trị bệnh, người lưu trú tạm thời trong các khu nhà trọ, khu lưu trú, khu lao động nghèo, xóm nghèo có hoàn cảnh thật sự khó khăn trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách và đang có mặt tại thời điểm khảo sát lập danh sách, các trường hợp đang hưởng lương hưu, người đang tham gia bảo hiểm xã hội và diện doanh nghiệp trả lương tháng 8 năm 2021 sẽ không được hưởng trợ cấp. Về cách thức lập danh sách, Ủy ban Nhân dân phường, xã, thị trấn sẽ rà soát, lập danh sách người có hoàn cảnh thật sự khó khăn, đủ điều kiện hưởng hỗ trợ gửi về Ủy ban Nhân dân quận, huyện và thành phố Thủ Đức theo trình tự gồm 3 bước. Bước 1. Thành lập tổ công tác thực hiện chính sách hỗ trợ tại khu phố, ấp. Thành viên tổ gồm cán bộ Ủy ban Nhân dân phường, xã, thị trấn, công an khu vực, khu đội trưởng, trưởng ban điều hành khu phố, ấp. Tổ công tác sẽ rà soát đối chiếu các tiêu chí để xác định người có hoàn cảnh thực sự khó khăn theo mẫu tổ chức bình nghị xét duyệt để thống nhất. Biên bản họp và danh sách đã được thống nhất sẽ được gửi cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường, xã, thị trấn. Tổ cũng có nhiệm vụ tiếp nhận ý kiến, giải đáp thắc mắc của người dân. Tổ chức công khai danh sách hỗ trợ và thực hiện hỗ trợ cho người dân sau khi được phê duyệt. Các trường hợp đã về quê hoặc sinh sống ở nơi khác sẽ không được thống kê. Bước 2. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường, xã, thị trấn lập hội đồng xét duyệt cấp xã gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã, cán bộ phụ trách lao động, trưởng công an xã, phường đội trưởng, trưởng ban điều hành khu phố, ấp, tổ trưởng tổ dân phố, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể. Hội đồng này sẽ họp xét duyệt chịu trách nhiệm về mặt pháp lý. Tính chính xác của người nhận hỗ trợ có đối chiếu danh sách với cơ quan bảo hiểm xã hội để loại trừ các trường hợp đang hưởng lương hưu, đang tham gia bảo hiểm xã hội và hưởng lương doanh nghiệp tháng 8 năm 2021. Trường hợp không đủ điều kiện nhận hỗ trợ, Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn phải ghi rõ vào biên bản và chuyển tổ công tác hỗ trợ trả lời, giải thích cho người dân. Bước 3. Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức thẩm định, phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ, đồng thời chỉ đạo Ủy ban Nhân dân phường, xã, thị trấn công khai danh sách với cộng đồng dân cư, niêm yết tại trụ sở Ủy ban Nhân dân phường, xã, thị trấn, khu dân cư, tổ dân phố. Trang thông tin nếu có, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh cũng đã có văn bản gửi Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, trong 2 ngày làm việc Bảo hiểm xã hội quận, huyện, thành phố Thủ Đức sẽ đối chiếu thông tin trên hệ thống bảo hiểm xã hội để rà soát loại trừ người đang hưởng lương hưu trợ cấp mất sức lao động, người đóng bảo hiểm xã hội và diện doanh nghiệp trả lương tháng 8 năm 2021, những người lao động đang hưởng lương của doanh nghiệp tháng 8 năm 2021 thuộc các tỉnh, thành khác. Trước đó, ngày 15 tháng 9, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh có tờ trình gửi Ủy ban Nhân dân thành phố phương án hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19 sau ngày 15 tháng 9. Với mức dự kiến 1 triệu đồng một người một lần, dự kiến khoảng 7,5 triệu người sẽ nhận hỗ trợ đợt 3. Khi nào thành phố Hồ Chí Minh dập dịch xong, lực lượng quân đội mới rút về, đó là lời khẳng định của Thiếu tướng Đỗ Thanh Phong, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam nhấn mạnh như vậy khi trao đổi với phóng viên về nhiệm vụ hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh phòng chống dịch COVID-19. Thiếu tướng cho biết từ nay đến 30 tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh vẫn thực hiện chỉ thị 16, lực lượng quân đội cùng các lực lượng khác vừa qua giúp thành phố giữ ổn định tình hình, thực hiện giãn cách xã hội và đảm bảo an sinh thì những ngày tới vẫn tiếp tục tham gia, chưa có kế hoạch nào khác. Lực lượng quân đội vẫn thực hiện các nhiệm vụ như trong 25 ngày qua từ 23 tháng 8. Cụ thể là hỗ trợ vận chuyển các chuỗi cung ứng hàng hóa, khám chữa bệnh, tiêm vaccine và các nhiệm vụ giúp đỡ nhân dân, những việc kiểm soát vẫn tiến hành bình thường. Quân đội thực hiện những việc như tổ chức các tổ quân y lưu động giúp bệnh nhân F0 điều trị tại nhà, tư vấn và thực hiện các biện pháp khám chữa bệnh giúp dân. Tiếp tục vận chuyển các túi an sinh đến người dân, đặc biệt là ở vùng đỏ, để người dân an tâm ở nhà, tiếp tục đảm bảo thực hiện giãn cách xã hội. Theo dự kiến, sau 30 tháng 9 thành phố Hồ Chí Minh sẽ nới lỏng giãn cách khi tình hình dịch dần được kiểm soát, khi đó lực lượng quân đội sẽ có kế hoạch rút quân của bộ đội tùy thuộc vào việc phòng chống dịch ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam diễn ra như thế nào, nên có 2 phương án. Phương án thứ nhất, dập dịch được tốt, theo đúng như kế hoạch, nếu trong tháng 9 kiểm soát được thì chắc chắn các lực lượng sẽ rút dần. Nhưng vừa rút vừa phải bảo đảm giúp cho thành phố giữ ổn định tình hình mọi mặt, để khi rút không tạo ra hậm hụt gì đối với thành phố.
phương án thứ hai, trong điều kiện dịch chưa được kiểm soát, với trách nhiệm đội quân chiến đấu, công tác, lao động sản xuất và sinh ra từ nhân dân, vì nhân dân chiến đấu và phục vụ thì không có hà cớ gì rút quân khi chưa dập dịch xong. Vì vậy, khẳng định chắc chắn là khi nào tình hình dịch ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam được kiểm soát một cách tốt nhất và tự điều chỉnh, cải thiện được tình hình thì lúc đó quân đội mới yên tâm rút lực lượng về thực hiện công việc của mình. Qua đó chúng ta thấy rằng, việc quân đội tiếp tục giúp thành phố và các tỉnh phía Nam thực hiện tới đây cũng rất cần thiết, đã được lãnh đạo, chính quyền và nhân dân ủng hộ, tin tưởng trong công tác phòng chống dịch. 4 đợt xét nghiệm diện rộng ở thành phố Hồ Chí Minh. Từ khi đợt dịch thứ tư bùng phát cuối tháng 5, thành phố Hồ Chí Minh tiến hành 3 đợt xét nghiệm diện rộng truy tìm F0 với khoảng 11,5 triệu mẫu và đang triển khai đợt 4. Đợt lấy mẫu diện rộng đầu tiên được thành phố Hồ Chí Minh thực hiện khi ổ dịch tại Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng ở phường 3 quận Gò Vấp phát hiện hôm 26 tháng 5. Ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh nhận định dịch đã thấm sâu trong cộng đồng qua nhiều chu kỳ. Trong đó, thành phố tập trung lấy mẫu những nơi nguy cơ cao như Gò Vấp và phường Thạnh Lộc. Quận 12, hai khu vực áp dụng chỉ thị 16 trong đợt giãn cách xã hội đầu tiên, các đơn vị bầu cử nơi có hội viên Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng cư ngụ hơn 300.000 công nhân, người lao động tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao. Với mục tiêu lấy khoảng 100.000 mẫu mỗi ngày, thành phố lập 400 đội lấy mẫu, bao gồm nhân viên hệ thống trung tâm kiểm soát bệnh tật, trung tâm y tế, trạm y tế, nhân viên từ các bệnh viện. Sở Y tế thành phố điều động thêm khoảng 400 sinh viên từ các đại học y khoa, triển khai xét nghiệm thần tốc. Kết quả gần 20 ngày, 26 tháng 5 đến 13 tháng 6, ngành y tế thành phố đã lấy gần 560.300 mẫu xét nghiệm. Đợt lấy mẫu thứ hai được thành phố Hồ Chí Minh thực hiện khi hàng loạt ổ dịch mới xuất hiện ở các chợ đầu mối, khu công nghiệp, khu dân cư. Dịch lan ra 22 trên 22 quận, huyện với tổng số ca nhiễm hơn 3.000. Bằng phương pháp lấy mẫu gộp 10, 15 với số lượng mẫu lấy là 500.000 người mỗi ngày. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành lấy mẫu 5 triệu người trong 10 ngày từ ngày 26 tháng 6 đến ngày 5 tháng 7. Trong đợt xét nghiệm diện rộng thứ 3, thành phố Hồ Chí Minh tính thực hiện trong một tháng từ 15 tháng 8 đến 15 tháng 9 với mục tiêu lấy mẫu toàn bộ người dân ở các vùng nguy cơ, vùng đỏ, cam, vàng, xanh bằng phương pháp RT-PCR và cả test nhanh theo mẫu gộp. Trong đó, nguyên tắc lấy mẫu theo trọng tâm, trọng điểm nhằm sớm phát hiện ca COVID-19, thu hẹp vùng đỏ, mở rộng vùng xanh. Tuy nhiên, theo chỉ đạo của Thủ tướng, thành phố triển khai xét nghiệm nhanh toàn bộ người dân nơi nguy cơ cao, vùng cam và nguy cơ rất cao, vùng đỏ theo mẫu đơn từ ngày 23 tháng 8 và hoàn thành trong 3 ngày. Sau đó lặp lại xét nghiệm lần 2. Tổng số lượng mẫu đơn theo phương pháp test nhanh phải lấy mỗi vòng ở vùng đỏ và cam là gần 1,7 triệu mẫu. Tại các vùng nguy cơ, vùng vàng sẽ lấy mẫu theo nguyên tắc ngẫu nhiên, có trọng điểm bằng phương pháp RT-PCR mẫu gộp 5 đại diện hộ gia đình. Đối với các vùng xanh và cận xanh, cơ quan y tế sẽ lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR mẫu gộp 10 đại diện hộ gia đình tại các tổ dân phố, tổ nhân dân với tần suất 2 lần cách nhau 7 ngày. Đợt lấy mẫu diện rộng thứ tư được thành phố Hồ Chí Minh thực hiện từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9. Theo đó, tại các vùng đỏ và cam, nguy cơ rất cao và cao, lấy mẫu toàn bộ người dân 3 lần trong 7 ngày theo hộ gia đình với phương pháp test nhanh mẫu gộp 2, 3 người test trên hộ gia đình hoặc RT-PCR. Mẫu gộp theo hộ gia đình toàn bộ thành viên trong một hộ test một mẫu gộp. Giải gộp mẫu dương tính bằng test nhanh. Các vùng vàng, nguy cơ, vùng xanh và cận xanh ít nguy cơ làm xét nghiệm RT-PCR mẫu gộp đại diện hộ gia đình gộp 10 cho vùng xanh, vùng cận xanh và gộp 5 cho vùng vàng. Trong đó, mẫu đại diện đợt sau phải khác với mẫu đại diện ở đợt trước, ưu tiên người chưa tiêm vaccine, tiếp xúc nhiều người. Hộ có từ 5 nhân khẩu trở lên phải lấy 2 mẫu đại diện hộ gia đình. Tại cuộc gặp lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh ngày 17 tháng 9, nhiều chuyên gia đề nghị thành phố không nên tiếp tục xét nghiệm diện rộng truy vết vì rất tốn kém mà phải chuyển sang lấy mẫu người nguy cơ cao, triệu chứng. Nguồn lực lúc này cần tập trung việc bao phủ vaccine tới người dân, nhất là người nguy cơ cao trên 65 tuổi.